Chân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với nội dung của Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai tới 6, từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ ba, 13 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm nay vào khoảng sáu giờ rưỡi sáng, thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật viện trợ nước ngoài cho Ukraine Israel và các nước đồng minh ở Đông Nam Á trị giá hơn 95 tỷ đô la à, 70 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận, 29 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống Trong số 29 người bỏ phiếu chống có 22 vị thượng nghị sĩ là Cộng Hòa Bên phía Dân Chủ 51 thượng nghị sĩ thì chỉ có 48 người bỏ phiếu thuận, 3 người bỏ phiếu chống Và như vậy là dự luật này sẽ được chuyển qua Hạ Viện Và đây là cái điều mà thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump chống mạnh mẽ và điều này là cũng là cái điều ông Biden mong muốn từ hồi tháng 10 năm ngoái. Và tối ngày hôm qua trước khi mà thượng viện bỏ phiếu thì ông Mike Johnson, chủ tịch hạ viện của Đảng Cộng hòa đã tuyên bố là ông phản đối cái dự luật này. Tuy nhiên ông không có nói là có đưa ra phủ quyết hay không. Nó khác với cái dự luật biên giới. Dự luật biên giới đó là ông nói là chết ngay từ vòng gửi xe. Nhưng mà dự luật này thì ông phản đối chứ ông không nói là rớt ngay từ vòng gửi xe. Đó. Tuy nhiên ông vẫn cho rằng là dự luật này chưa có đầy đủ bởi vì không có phần biên giới trong đó. Hôm trước là 118 tỷ có biên giới trong đó. Thượng viện đã thông qua, à thượng viện chuẩn bị thông qua thì bên Hạ viện chống, Hạ viện chống cuối cùng thượng viện phải tiêu diệt cái này luôn mà thượng viện là những người cộng hòa ủng hộ cuối cùng phải bỏ phiếu chống. Rồi bây giờ họ lấy cái phần biên giới ra là khoảng 20 tỷ. 20 tỷ. Bởi vì lúc đó là bên Cộng Hòa bảo là cho 20 tỷ vẫn chưa đủ Và đặc biệt là ông Mai Johnson ông bảo rằng là không cần cái này Mặc dù ông đòi phải có cái đó Thì ở trong cái dự luật đó đó Nó cho Tổng thống quyền đóng cửa biên giới Nếu trong một tuần lễ có một ngày nào mà hơn 5.000 di dân bất hợp pháp bước vào nước Mỹ Thì họ bảo vậy cũng không được luôn Năm 7, 35, một tuần là 35.000 người, nhiều quá đó. Cuối cùng cái đó đi vào thùng rác thì bây giờ chúng tôi lấy cái phần đó ra Chúng tôi chỉ để viện trợ nước ngoài không thôi Và như ngày hôm qua tôi thưa với quý vị đó là bỏ họ, họ bỏ Hai ba cái bỏ phiếu Thủ tục rồi điều chỉnh này kia bây giờ là họ thông qua Mà họ làm việc suốt đêm ngày hôm qua luôn mà đa số là toàn là U80, U U U90 không à, à Họ tức như thế 70 phiếu thuận, 29 phiếu chống Thì bây giờ chưa biết là mai Mike Johnson sẽ xử trí như thế nào Chắc chắn là bên Cộng Hòa Đa số là phản đối cái dự luật này. Có một cái điều mà bên Cộng Hòa có thể giết cái luật này là bởi vì cái sự trở lại của dân biểu Sikali, tiểu bang Louisiana, ông là nhân vật số 2 của Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện. Hôm trước á, sở dĩ á, Hạ Viện cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát không thể chất phế ông Alan Cole mà cho các bộ trưởng nội an là vì thiếu cái lá phiếu của ông Sikali bởi vì nếu hôm đó mà ông có ông Stikali, nó sẽ là 216, 215 Nhưng vì không có cho nên nó là 215, 215 Cho nên cuối cùng mà ông dân biểu Utah phải nhảy qua bên Cộng Hòa à, bỏ Nhảy qua bên Dân Chủ bỏ phiếu chống nó mới thành là 216, 214 À 214, 216, đó nó là như vậy Thế thì bây giờ ông Sicari trở lại Nhưng mà vấn đề này là vấn đề khác Với lại vấn đề ông Majukas Thì nghe là người ta chưa biết như thế nào bởi vì quý vị nên nhớ rằng có khoảng từ 15 đến 20 vị dân biểu Cộng Hòa ở trong những cái địa hạt mà năm 2002 họ uh, năm 2020 ông Biden thắng đó tức là những cái địa hạt đó là địa hạt dân chủ hoặc là độc lập thành ra chưa biết là ông uh, Mike Johnson sẽ tính toán như thế nào uh, đó là cái dự luật mà ngày hôm qua ông Biden cũng khen ngợi và ngay cả ông Chuck Schumer là trưởng khối đa số và ông Mitch McConnell trưởng khối thiểu số cũng khen ngợi bây giờ là hạ viện phải hành động bởi vì cái điểm chính là nó không phải là chuyện viện trợ cho ukraine với israel không mà nó là thể hiện cái sự gọi là lãnh đạo của hoa kỳ trên thế giới mà ngày hôm qua trên sbtn morning cũng như trái tin chúng tôi nói rất là nhiều ngay sau khi uh, uh, thượng viện thông qua uh, sáng sớm ngày hôm nay thì tổng thống zelensky của uh, ukraine đã viết ở trên X và khen ngợi cảm ơn các thượng nghị sĩ quý vị đã ủng hộ chúng tôi cái sự ủng hộ này Sẽ giúp Tiết kiệm Giúp là, là Cứu được mạng sống con người Khỏi Cái kẻ gọi là Khủng bố Nga Đó Ông viết như thế Và ông nói rằng Ông hy vọng Sẽ có một hành động tích cực Từ Hạ viện Hoa Kỳ Đó Ông post cái video Trên trang mạng xã hội Đó Ờ Về phía ông Johnson Thì một lần nữa Ông nói rằng là Cái này Vẫn chưa có Cái vấn đề biên giới trong đó Đó tuy nhiên tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng viện trong vấn đề quan trọng này đó là cái phát biểu của ông Mai Johnson. Sơn uh, xin chào anh Long anh có thêm thông tin về chuyện này không uh, xin chào anh Dũng xin chào quý khán thính giả trong cái chuyện này chúng tôi chú ý là cái lời tuyên bố ở bên phía thượng viện sau khi mà nói uh, uh, pass thông qua cái chuyện này thì có lời tuyên bố đây là một cái chuyện là trong lĩnh Thượng nghị sĩ Mitch uh, McConnell có nói trong một cái uh, tuyên bố là lịch sử sẽ ghi lại tất cả mọi chuyện và ngày hôm nay uh, giá trị của là sự lãnh đạo của nước Mỹ uh, vẫn còn và chứng tỏ là sức mạnh và lịch sử chứng tỏ rằng là thượng viện không có là bị gọi là dễ bị được là mình gọi là gì ta dễ bị mắc lỡm hay là dễ, dễ bị lung lạc chúng tôi không có Smith sợ chúng tôi không có chớp mắt thì coi cái câu này chúng tôi để ý rằng là một chuyện là uh, ông khi mà thất bại trong cái việc mà bỏ phiếu toàn bộ cái dự luật có vấn đề biên giới thì nhiều người nói rằng là ông Mitch McConnell gọi là thua một bàn trông thấy và ông Donald Trump là coi như là ngồi trên cái cái cái, cái, cái tay trên của ông ông Mitch McConnell cho nên lần này khi thông qua cái luật này thì ông kèm một cái chuyện ông nói tuyên bố như thế chứng tỏ rằng là sức mạnh của ông Mitch McConnell trong là kiểm soát đảng cộng hòa tại hạ viện vẫn còn thế anh. Vâng, cái um, có một số vị thượng nghị sĩ cộng hòa sáng ngày hôm nay bỏ phiếu thuận cho cái dự luật này mặc dù thông thường họ chống. Ví dụ thượng nghị sĩ Jerry Moran của Kansas, ông nói rằng là cái dự luật này có thể là cử tri tụi tôi không có đồng ý. 95 tỷ nhiều quá. Nhưng mà tôi cảm thấy đây là một cái giây phút hiếm hoi trong trong cái cuộc đời chính trị của tôi. Khi mà tôi phải bỏ cái lá phiếu cho cái sự thật, cho cái sự gọi là cái tầm quan trọng của quốc gia. Và tôi tin vào chính sách America First, từ nước Mỹ trên hết. Nhưng điều không may là cái chính sách nước Mỹ trên hết lại liên hệ tới sự tham dự vào thế giới của nước Mỹ. Tôi ý ông nói rằng là tôi tin là chúng ta phải lo cho người Mỹ nhưng chúng ta không thể mà lo cho người Mỹ mà không để ý đến thế giới. Bởi vì nếu chúng ta không để ý đến thế giới thì chúng ta cũng không lo cho người Mỹ luôn. Đó là theo lời thượng nghị sĩ Jerry Morin của tiểu bang Kansas, miền Trung Tây Hiệp Trung Quốc với Kỳ. Ông nói tiếp là kẻ thù của nước Mỹ đang đi đến chúng ta, đang diễn hành đến chúng ta và cách dễ nhất là thưa quý vị chúng ta nhìn qua chỗ khác ta làm lơ, ta đang đi đến nhà chúng ta ta làm lơ là nó dễ quá, đó là theo lời ông Jerry Moran ông nói như thế. Nhưng mà thượng nghị sĩ Rand Paul của đảng Cộng hòa từ bang Kentucky thì lại ông nói khác, ông là một người ông ông là chống cái dự luật này rồi. Ngày hôm qua ông gọi dự luật này là không khác gì đưa ngón giữa vào tất cả những người Mỹ nam và nữ đang làm việc tại nước Mỹ Còn chưa quý vị hiểu rồi trong ngôn ngữ của Mỹ à. ông nói rằng là điều này không khác gì quý vị nói với người Mỹ rằng chúng tôi không quan tâm đến quý vị chúng tôi quan tâm đến Ukraine hơn là biên giới phía nam của chúng ta cái ông Renpo này ông ở cái tiểu bang đại diện tiểu bang không có biên giới phía nam nữa không biết biên giới phía nam nó chả có chuyện gì hết đó từ xưa giờ nó vẫn có hàng ngàn hàng ngàn viên nước pháp sang rồi ông làm thượng nghị sĩ bao nhiêu năm nay ông bố ông còn định đã ứng cử tổng thống nó không làm được mà trước bố ông bao nhiêu người đã ứng cử tổng thống và đắc cử lắm cũng không làm gì được luôn ông là bác sĩ mắt phải không anh yeah. dạ lo mổ mắt đi nói tầm bậy tôi nói, tôi nói thẳng luôn lên tôi khoái ông này lắm ông này có tư tưởng hay nhưng mà ông này ông nói bậy là tôi nói bậy là bởi vì ông trình quá thấp ông ở cái tiểu bang không dám biên giới nên ông không biết điều này có nghĩa là chúng tôi chúng ta quan tâm đến Ukraine nhiều hơn là chúng ta quan tâm bên giới Việt Nam biên giới Việt Nam ta chả có chuyện gì cả chả có chuyện gì cả bởi vì từ trước nó vẫn là như vậy không đứng biên giới Việt Nam mà bên giới khắp nơi nước Mỹ luôn hàng ngày bao nhiêu người di lậu đi vào đi bằng máy bay luôn Bởi vì lúc đầu anh không lậu mà sau anh lậu đúng không? đúng không đúng không đúng không tôi 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 thì nghĩ khác ông ừ. hình như trong cái câu này là ông phải tìm cách để chữa cháy ạ ạ chữa gì chữa nhưng mà nó phải có lý tôi, để tôi kể cho anh nghe ừ. ngày hôm thứ bảy khi ông Donald Trump tuôn lên cái câu gọi là là <laughs> quăng con Ukraine cho nước Nga đúng không không phải Ukraine đồng, đồng, à, đồng, à, đồng, 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 đồng minh NATO đồng minh NATO quăng cho nước Nga thì có sự phản ứng rất lớn mà ông ông grandpa này ông nói nói câu đó là ngu ngốc ông chửi ông, ông, Trump ông Donald ngu, Trump nói yeah. câu đó là ngu ngốc ông nói ông Donald Trump nói câu đó là ngu ngốc không, không được cái một cái câu không thể nào chấp nhận được ông Rand Paul, ông nói câu đó cho nên ngày hôm nay ông phải nói câu này để rồi là vút ve bớt vút ve bớt nhà nhóm ma gà trong cái ừ. địa hạt của ông ừ. không còn ngày hôm đó ông đã mắng luôn trong là ngu ngốc rồi cho nên bây giờ cũng phải nói một câu gì đó để cho anh vui bớt à, tôi tôi đoán là như thế <laughs> ừ. còn cái ông Ron Johnson của Wisconsin ông này còn lộn xộn nữa ông này là cái ông có nhớ mà trong cái vụ mà điều tra Hunter Biden không? Yeah. Đó. Ừ ông nói nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta quan tâm đến người dân Ukraine thì chúng ta phải tìm mọi cách để mà ngưng cuộc chiến này để sao ngưng được ông nói chuyện rất là tào lao rồi ông bảo điều này không có nghĩa là ông này cũng phản đối dự luật điều này không có nghĩa là tôi ủng hộ Putin bởi vì Putin là một tội phạm chiến tranh ma quỷ nhưng ông ta sẽ không thua và ông ta sẽ không bị thua đâu và một lúc nào đó chúng ta cần phải nhìn nhận thực tế tào lao quá tào lao luôn trong khi biên giới chả có gì mà anh làm rùm beng này tôi xin khẳng định quý vị là biên giới hoa kỳ vẫn bình yên như ngày nào từ khi lập quốc bình yên trong hoặc kép bởi vì là thưa quý vị thưa quý vị nhìn ở ngoài đường nó thiếu gì bây giờ 11 triệu di dân bất hợp pháp đang ở hoa kỳ mà trong đó hơn một nửa là overstay visa toàn là tào lao hết nói phét lác hết nói dối nói láo nói xạo hết ai cũng cần những người này không có những người này làm sao mà chúng ta có người làm việc xin quý vị đừng rời màn hình FPTN chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại